vậy? Nếu con mua 2 kg thì lấy 35 thôi, còn 1 kg thì 20.000 nha. Vậy hả chú? Chụp hình ha? Dạ dạ. Chứ dạ dạ. Thấy đẹp chụp hả? Dạ. Không phải, tại con năm này con thấy đặc biệt là con nhớ tới cha con gì đó. Rồi lý do làm sao vậy? Dạ cha con ăn thích ăn điều lắm. Mà ông già ông mắc được mấy tháng rồi. Điều này ngọt không chú? Cái này ngọt ngọt thôi, chua chua chứ không phải nó ngọt như cái kia. Vậy đó hả? Dạ dạ. Nhưng mà thật sự là ăn không có bệnh. Tại vì nó thiên nhiên, một năm nó có một lần à. Cho con cái bịch đi. Cái này là điều này điều nhà luôn hả gì chú? Cái điều nhà. Thiên nhiên. Dạ. Một năm nó có một lần thôi. Vậy đó hả chú? Ừ. Cho nó không có nhiều. Trái nào cũng vậy à, con thấy là nó ngon, trời nó ngon, mới đẻ không. Trái không bán đâu mấy chục ký rồi đó. Vậy đó hả chú? Trèo lên mình đó. Mình căng cái gì chú? Bán lẻ không à? À mình để ở đây ha. Ờ để đại vậy. Mình đó. Để vậy đó là mình bán nha chú. Ai cũng thấy hết. Ba cái xe du lịch nó ghé lại để một lần cho 3-4 ký. Vậy đó hả chú? Lịch ủa là nhà mình mấy anh đó luôn đó hả chú? Ở bản là nhà mình trồng điều nhiều không? Trời ơi trồng có 2-3 cây hà để che mát. À rồi sao mà nó có trái năm ngoái tới năm nay nè? Năm nay chắc trái nhiều quá ha. Ờ, năm nay trái nhiều. 2 cây này à. Rồi bà ơi, rồi có nhà đâu? Sao thấy chú bán vậy? Trời ơi. Giữ trẻ mấy đứa nhỏ đi làm hết trơn nha, thấy không? Vậy hả? Bỏ ở nhà 6-7 đứa cháu nội cháu ngoại. À rồi vậy là mình giữ nhà giữ cháu cho mấy đứa con đi làm. Đúng căng rồi. Con chú 2 ký chưa? Nó nhiều lắm, nó nhiều quá. Cái này mà nó cũng có cái kỷ niệm của cha mẹ nó ha. Trời ơi, cha con ha, ông thích ăn điều dữ lắm, năm nào cũng vậy trơn. Thế giờ nãy con đi con đó nè, con đâu định đi mua điều đâu, đi nghe cái con thấy cái thôi con mua nữa. Thôi về cúng ổng một ít. Rồi trước cúng rồi sao mình ăn. Năm nào cũng vậy trơn, ở nhà ông già ông cứ ngày ở nhà cái là ăn điều à. Đi ngang cái thới điều cái đầu á là ông già mua nhóc hết chứ.